Quang Ai Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh nha. Thì hiện tại giờ quý cô chú anh chị ơi, hôm nay Duy Minh đã đích thân đến đây tại Cà Mau quý cô chú anh chị. Đây là thuộc là huyện Nam Căn quý cô chú anh chị ở Cà Mau. Thì cái câu chuyện của là ba anh thợ lặn quý cô chú anh chị bị cưa bơm thì không may sau một cái tiếng nổ thì hoàn cảnh gia đình vì lý do gia đình mà nghèo khó cho nên phải đi lặn phế liệu để là mưu sinh, thì không may thì bị tai nạn hy hữu xảy ra quý anh chị. Thì hôm nay Duy Minh cùng với là một số anh em Trần Nam Nêu đi xuống đây để là hỏi gõ cặn kẽ gia đình để chia sẻ cái câu chuyện nó như thế nào cho bà con cô bác gần xa được biết đến ha. Thì hiện tại giờ Duy Minh cùng với anh mới vừa vào bên trong để là thắp hương rồi, thì xin phép gia đình cũng chia sẻ cho bà con cô bác xem. Con chào mấy chú nha. Chào chú. Ở đây bên trong thì thấy đây là con chào chú. Quý chú là quý chú anh chị là chị Diễm ha. Xảy ra chú này chồng được không? Để cho cô chú anh chị với bản thân anh hiểu được không? Thì hôm qua thì cũng như là bình thường như lặn phế liệu này nọ với người anh rể thì cũng đi làm bình thường, nhưng mà đi rồi em không biết sao mà thấy nóng nổi dữ vậy nữa. Cái địa điểm nó gần đây không em? Cái chỗ mình lặn gần đây không? Ở dưới chỗ này cũng đi cũng mấy cây số, ở dưới sông lớn như thế nè. Phải qua sông. Đây là con gái của chị hả chị? Dạ, bé được mấy tuổi rồi chị? Con được mấy tuổi rồi sao? Con được 5 tuổi. 5 tuổi rồi hả? Từ lúc đó thì vừa mới bị xong là ai là người báo tin cho chị biết? Thì cũng sớm ghiền người ta lại chạy lại người ta cho hay. Đây là chồng em mất là bao nhiêu tuổi? Sinh năm bao nhiêu? 31. Sinh năm 1992. Năm nay 31 tuổi. Rất trẻ hả? Đấy là vợ. Một đứa con của chú chị. Rất là thương tâm. Mình là có một đứa bé một. Đúng rồi. Một bé, bé hai. Thì hôm nay thì mấy anh em của em được nghe được biết được cái thông tin một người chị đã điện thoại trực tiếp và giới thiệu cho một cái người em của chị là bé gì, bé Hăng á, là bé Hăng là sao với chị? Cái đó là em chồng. Em chồng hả? Hiện tại là em đó cũng chưa về đúng không chị? Dạ, em trên Bình Dương hay Bình Điền gì cũng làm ăn chợ. Chợ Bình Điền. Ở Sài Gòn á. Bé mình nãy gọi chỉ đường ha. Đúng rồi, cái bé không, cái bé chỉ đường là chỉ đường khác nào. Thì là cái em bé con bé chỉ đường đồ. Là em chồng. Dạ. Em chồng hả? Bé chồng vô. Dạ. Hiện giờ cái đây là nhà của hai chồng em hay sao em? Dạ không, nhà của ông bà và chồng. Dạ, của cha mẹ chồng. Rồi hai chồng em ở đâu? Dạ em thì ở nhà thuê ở bên khu vực bên kia chứ không phải là ở đây. Cho nên là không có chỗ. Dạ đúng rồi, không có chỗ. Đó đây đó. Cái đó là nhà mướn đó nha. Cái đây nhà mướn vậy thôi. Ở chỗ đúng không em? Không phải là ở chỗ, nhưng mà cái nhà em mướn, cái nhà em ở. Mướn cái nhà đó. Giúp thuê trọ. Giúp thuê trọ. Có nghĩa là hai chồng không có nhà ở phải đi thuê ở. Đây là nhà ba mẹ. Chứ ở đó người ta không có cho nhà. Chồng em thì hồi trước kia là làm nghề về tài chính. Trước khi mất á. Dạ, hai chồng thì đi giăng cá, rồi đi đục hào, rồi đi thủ cá này nọ gì đó. Thì trước khi cái nguyên nhân câu chuyện mà nó xảy ra như vậy á,
chị á, cho khán giả em là cũng thắc mắc là nó khởi đầu là từ thế như thế nào, chị có thể là kể lên nguyên nhân câu chuyện từ lúc ban đầu cho khán giả dễ hiểu được không chị? Dạ rồi, cái là người anh rể đi chung với người anh rể, người anh rể là người lặng phế liệu đó, với mà lặng hào mà không biết đi lặng hào đục sao mà nó da chạm nó nổ. Có nghĩa là da chạm hả? Dạ, không biết da chạm sao mà nổ dữ vậy. Cái tiếng nổ nó mình ngồi nhà nó mình nghe được không? To không chị? To không em? Chấn động thứ 5 căn này luôn. Nghe to lắm hả? Hôm qua em nghe được một cái thông tin là từ cái chị Như mà chị giới thiệu em nè, là chị ở cách đây khoảng 50 cây mà chị nói còn nghe nữa đó. Dạ chấn động thứ 5 căn luôn. Chị tin ra là chết cũng bự lắm. Đúng vậy lắm. Chị nói là nó quá lắm. Dạ. 50 cây cũng lớn cho con nhỏ. Sao em nghe thông tin đó chị là mấy anh em hình như là đem lên trên vỏ lãi cưa hay là... Dạ không anh ơi, thì cái đó là những cái vấn đề mà luồn thôi, còn ở chính xác là đi đục hào hay sao mà đục nó da chạm sao mới nổ thôi. Nó da chạm chứ phải làm cưa hả? Dạ không đâu, trời ơi cưa sao mà dám cưa được. Dạ. Nó còn nằm dưới sông hả? Sao mà dám cưa, công an biết nó bắt chết luôn. Dạ, anh em cũng rất là đang nhấn. Dạ, là... nói chung là nhiều cái vấn đề lắm. Người này giờ... nói tiếng nè. Bây giờ thì mạng xã hội nó rất là nhiều. Bây giờ là chính nguyện của vợ của anh Nhí. Em Nhí, em Nhí nhỏ tuổi mà, nó 30 tuổi rồi. Vợ của em Nhí. Vợ em Nhí đã xác thực là đó là vừa phát hiện được ha. Nó tự độc hào mà da chạm. Da chạm á, da chạm. Chứ không phải là do những gì mà trên mạng chia sẻ mấy ngày qua là cưa nha cô chú chị. Tại vì em thấy có một cái sao clip mà dám cưa được trên Facebook á, TikTok có clip luôn mà cái định hướng dư luận đó. Nói chung là dư luận là mình không có chơi tránh khỏi đâu mấy anh ơi. Hôm nay mới muốn xuống đây để là tìm hiểu cái câu chuyện và nguyên nhân cho nó rõ ràng á, để chia sẻ thực tế cho bà con cô bác cùng xem. Đó thì cũng có nhiều anh chị là muốn là như mình với anh Niu Nam đây để xuống đây tìm hiểu câu chuyện như thế nào, để cho mà anh chị biết được hỗ trợ những cái gì cho là tinh thần vật chất cho gia đình chị hay không, thì qua những cái lời kể của anh chị đó để cho khán giả được biết cái nguyên nhân câu chuyện. Thôi bây giờ cái nguyên nhân thì chị cũng mới nói rồi ha, có nghĩa là vì cuộc sống mưu sinh ha, thì chồng của em cũng đi theo anh rể để đi bắt ốc hả? Bắt hào á. Rồi tình cờ qua chạm, rồi nó mới xảy ra cái câu chuyện như thế này. Đó. Anh biết em là rất là đau buồn luôn á, kể cả cháu nữa. Đau lắm. Nhưng mà chuyện đó còn có đó, em phải bình tĩnh nha. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau này đâu. Hồi nãy giờ thấy em khóc quá là nhiều luôn. Đau dữ lắm, không có chịu nổi nữa. Trên ông chuyện mà không đau sao được. Lúc đó em có ra hiện trường không hay ở nhà? Em ở nhà. Chung là mọi người giúp đỡ đêm. Giấc đêm anh về mà đừng có bàn tay à. Đi bàn tay hả? Hôm qua em thấy là trong cái video là có một cái thao đó rồi ba người như vậy á chị. Dạ đúng rồi. Rồi mình làm sao mình phân biệt ra được là có ai của ai chị? Nên là em nhìn được cái bàn tay của chồng em nên em lấy về em làm đám. Còn hai người kia đi làm chung. Là để chung như trong một cái hộp luôn hả chị? Hai người làm chung luôn. Chị tính ra là cái hộp của em Nhí là chỉ có duy nhất cái bàn tay. Hộp cái bàn tay thôi. Nghe đau lòng quá mà. Chung là cũng vì là hoàn cảnh mưu sinh với chú chị. Nên là con có nhớ là ba con không? Nó nhớ ba không? Nhưng mà nghe nói hôm qua con còn nói là đợi ba gì mua bánh kẹo đúng không?
Ba về ba mua gì cho con muốn ăn? Muốn gì cho con ăn? Nói chung là nhìn bé bé còn nhỏ cái không hiểu được, chưa có hiểu nhiều. Ba con đâu vậy? Con nói cho bác nghe, nói con nói vậy. Ba con đâu? Nói chung là cảm giác em hiểu, tại vì cách đây khoảng 6 năm trước thì anh Trang cũng bắt để là hai đứa cháu nhỏ tuổi nè, đứa 5 tuổi đứa 4 tuổi y chang nè. Mình hiểu được cái nỗi đau mất người thân. Cha con đi làm nhà cửa về phải không? Cha đi làm nhà cửa về. Làm nào cha con làm nào? Nói cho mấy bác nghe. Rồi ngày qua giờ là có chính quyền địa phương rồi họ đến họ diễn với mình chị em. Có. Nói chung là cũng nó nhà mẹ nó ba nó đi làm mà bình thường vài bữa về khóc hoài vậy. Đến thì được bắt đầu hỗ trợ được rồi. Còn mấy ông với mấy gia chú đến ha. Chào mấy chú ha. Chào chú nha. Chào chú. Cũng mấy chú đến đến để diễn này cô chú chị cũng có được vài người thôi. Ở đây nó rất là vắng cô chú, tại ở Cà Mau sát rất mũi luôn cô chú, tận cùng luôn đó. Em đi từ khoảng 3 giờ sáng sớm á, đón xe tới giờ, là 2 giờ chiều. 2 giờ là anh em mình đã thức dậy. 2 giờ em mới dậy, phải ngồi lúc là em đợi xe đâu. 4 giờ 3 rưỡi có mặt ở đây. 12 giờ mấy em mới ngủ. Thấy hoàn cảnh thì... Em cho anh hỏi cái em Nhí nè, được mấy anh chị em? Gia đình đông lắm đấy, 12, 13 người. Rồi hiện tại bây giờ có mặt ở đây là mấy người? Có như đầy đủ. Đây đây cũng đầy đủ. Chỉ còn anh em thôi. Em nói là tới mười mấy anh chị em đúng không? Chị là gì của chị? Chị chồng. Chị chồng dạ. Cũng là chị ruột của em. Em làm ở trên chợ đồng mối Bình Điền á. Rồi cha mẹ chồng á thì mất cha. Chị ruột của em mất hết rồi. Em lấy mất cô chú. Dạ. Rồi em á chỉ về đây ở đây để đi làm, khi đi mò cá ngát hay đục hào đi lặn tới liệu rồi á. Em làm Bình Điền à, em nghe em giọt về đó, em mới về tới hôm qua. Bình Điền ở Sài Gòn. Bé Hằng sao chưa về hả chị? Chưa. Em nó mới lên chỗ làm thất nghiệp công ty rồi giờ chưa về được. Chị nghe tin là chị về liền. Dạ. Em về năm anh em lên chỉnh làm hết. Rồi tính bao xe mà nặng tiền quá rồi đi xe đò. Chị đi về đây là mấy giờ mới tới đây? Đâu hồi tối đâu 7 giờ. 7 giờ rồi cái em về tới bến xe Cà Mau không có xe về đây cho nên bao cái xe bảy chỗ rồi nè, xe 7 chỗ. Cho kịp liệm em đó. Ở đây là thuộc xã gì chị? Xã gì? Khu vực 2, khóm 6, ở thị trấn Nam Căn. Dạ. Nói chung là... Nghe đứng ruột của chú chị ơi. Đây là con của anh Nhí ha. Và con của chị Diễm của chú chị. Thì cũng hay con mình đến đây để tiếp cô chú để xem như thế nào. Mấy cô chú thứ nhất là lát thì mình sẽ hỗ trợ trước ha. Đúng rồi, nói chung á là anh em mình á là xuống đây để hỏi rõ cái câu chuyện và tìm hiểu cái hoàn cảnh như thế nào. Rồi lúc đó là anh em mình sẽ có những phần quỹ để mình hỗ trợ cho gia đình ha, với chú chị. Sau mình đăng clip này tiếp tục nữa, mấy cô chú rồi hương ủng hộ nữa thì anh em mình tiếp tục được trao. Đúng rồi. Bây giờ trước mắt là anh em mình cứ như vậy. Còn khi mà lên video này á thì cô chú anh Lê Quân nếu mà xem được video này thì nếu mà đủ duyên thì mấy cô chú mình cũng sẽ hỗ trợ thì lúc đó mình sẽ tính đã rồi. Nó bây giờ mình quay một trong cái ngôi nhà đó. Đi quay một vòng xung quanh cái nhà quý chị. Quay thoải mái bên trong nè. Đây nhà này là gia đình hộ liệt sĩ chân chất mà. Dạ. Bên không à, nhà của bà chồng. Để con xin phép vô chồng ha cô chú. Mang đại lên đó mà dạy đại. Đại lên đây mang dạy. Đó, đây là bên trong. Đây là anh Nhí ha quý anh chị. Đây là sao chị? Em này là sao? Dạ.
Cháo hả? Cái hàng này là do người ta cho từ thiện đúng không? Tôi cho. Em thấy dáng lắp ráp nè. Dáng lắp ráp nè. Đó. Để mình đây là mấy chị hả? Chị anh em gì đây? Trong gia đình. Ở sớm hả chị? Ở sớm nhiều anh. Dạ. Đây là cháu này kiểu như dạ. Này cháu với lại mấy đứa em nó để tang cho nó đông á. Dạ. Tại vì có hai mẹ con nó cũng tội. Dạ. Tôi nghĩ là đây là nhà có ba mẹ rồi dạ. Ba mẹ cha mẹ chồng. Nhà này đúng mình... là nhà là lên đất nghĩa, thương binh liệt sĩ. Dạ, nhưng mà ba chồng thì ổng mất rồi. Ba mẹ mất hết rồi, chỉ còn anh em thôi. Dạ. Không có cái bàn nó mượn cái thùng nó về nó kê nó để đi ngoài. Dạ. Dạ, ổng được bằng thờ. Dạ, ổng được bằng thờ. Được quay rồi mở ra được. Không cần, không cần. Không ra đâu. Dạ. Còn mà thờ bên đây thì có chế thứ 6. Dạ. Cái canh toàn bên ngoài đi. Anh có ra sau quay thì anh ra lại nó sao? Để em quay. Đây ở ngoài sau thì nhà trong đây ha. Cửa dạ. Nhà này của bà chị. Nhà mình che gì không hả chị? Hai chồng ông anh thứ hai á, ổng về ở đó. Che mà mũ không à? Đây là đồ tươi của nhà tài trợ mới cho. Nhà tài trợ ở bên nào cho chị? Ở bên chợ Năm Căn mình luôn. Gì hả? Chợ cho mình hôm qua nay hả? Vậy cho hai bên lặng ở dưới nhỏ em dưới nữa. Nhỏ kia dạ. Là em rể nhưng mà à. em gái ruột. Đây là nhà sàn nha cô chú anh chị ơi. Đúng rồi. Đó nhà sàn. Mấy anh có xuống dưới kia quay nhà của nhỏ em gái em. Chồng nó cũng mất chung á. Dạ, có một chút đi chị. Dạ. 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 Thì được à, đây là nó sập á, ấy cái cây bột á, một á, nó không được đâu Nam ơi. Anh đứng đây. Dạ được. Dạ. Này quý của chú anh chị, nhà thì cũng nói chung là hoàn cảnh khó khăn. Nhà, mấy hộ gia đình ở chung phải ngăn rất là khó khăn. Ngăn từng miếng vải là quý chú anh chị. Đó, ngăn từng miếng vải là này ha. Nhà. Đó. Trong hoàn cảnh thì hôm nay vì mình muốn xuống đây để là quay thực tế cho bà con cô bác cùng xem. Vì mình quay ở khúc ngoài ở ngoài đây. Cho bà con xem cái khung cảnh ở cái nơi đây. Đại nơi mà ba anh thờ lặng đi mò về chai mò phế liệu đó quý vị nè. Ở đây cái khu vực này người dân ở đây rất là nghèo khó quý chú vị. Cái nhà cửa lụp sập nè. Thấy không? Liền kề nhau. Lụp sập ở không luôn. Mong mà con cô bác sau khi mình chia sẻ video này thì cũng có nhiều một số tiền quỹ và người chị một người chị thân thương cũng gửi cho là số tiền là cũng 5 triệu và để là chia sẻ cho là ba cái hộ này. Quý chúng chị thì mong bà con cô bác xem video nếu mà cảm thấy gia đình khổ có tiếp nối yêu thương đến cho anh Nhí 31 tuổi không may bị va chạm với lại cái vật nổ cho nên là không may là qua đời. Thì nếu bà con cô bác yêu quý Duy Minh và muốn ủng hộ anh thì có thể liên kết nối, Duy Minh sẽ là người kết nối yêu thương để là chia sẻ cùng gia đình trong cái lúc mà giúp hoàn cảnh gia đình trong cái lúc hoạn nạn như thế này hả quý chú chị. Bây giờ thì Duy Minh xin chào, hẹn bà con là một video tiếp theo và chuẩn bị xuống tìm hiểu về cái hoàn cảnh cũng còn hai anh kia nữa quý chú chị.